ba bậc của cây to. Sơ nhị tam địa gọi là bậc hạ vì tướng giống thế gian, tứ ngũ lục địa gọi là bậc trung vì mới giống với xuất thế gian, thất bát cửu thập địa gọi là bậc thượng vì vượt qua thế gian, nhị thừa đạo. Hai, ba bậc của tiểu thảo, nhân giới là bậc hạ, dục thiên là bậc trung, sắc thiên là bậc thượng. Ba, ba bậc của trung thảo, thất phương tiện là bậc hạ, thánh hữu học là bậc trung, vô học là bậc thượng. Trước kia là ngang xuyên ba thừa, nay thì dọc thông ba vị. Kinh văn, một mây mưa tới, tới hoa quả vô thực, tán đây rằng là mục nói về sự hấp thụ tưới nhuần, tiếp thu giáo hóa đều khác nhau. Giáo hóa có khả năng tưới nhuần kia chỉ là một, còn có cây tiếp thụ sự nhuần tưới ấy, mỗi thứ mỗi khác, sinh vì với sơ tâm, trưởng vì với sự tu tập sau này, hoa phô ví với việc nghe giáo tu hạnh, quả thực ví với việc chứng lý đắc quả. Chữ đọc là phu, phô có nghĩa là hoa nở, còn có nghĩa là phô bày. Do cỏ cây đều tùy theo chủng tính của mỗi loại mà tiếp thụ sự nhuần tưới, cho nên sinh trưởng hoa quả mỗi thứ một khác. Lấy giáo đối đãi với lý mà quên cơ, hoặc lấy giáo đối đãi với căn cơ thành thục như hạng hậu bất định tính thì gọi là một mưa nhất vũ, cũng gọi là một âm nhất âm. Vì lý pháp sở thuyết chỉ là một tướng, vì thoái tính cứu cánh đều thành Phật cả. Lấy giáo đối với cơ mà quên lý pháp đi, hoặc đối với địa vị sơ cơ chưa thành thục mà có sự truyền tải, thế thì đó gọi là tam thừa, cũng gọi là tam xa, ba xe, tùy theo bậc cơ nghi của chúng sinh để ban đầu dẫn dắt thuyết pháp, cho nên mới có ba. Dùng giáo bao hàm cả hạnh thì gọi là tam tạng, vì đã giải thích việc tu hành về giới định tuệ, mỗi thứ mỗi khác. Nếu dùng giáo bao hàm cả lý đối đãi với cơ mà thuyết thì gọi là nhị tạng, có nghĩa là Bồ Tát tạng và Thanh Văn tạng. Kinh A Xà Thế Vương cũng gọi là tam tạng, đó là Bồ Tát tạng, Độc Giác tạng và Thanh Văn tạng. Nay dùng giáo để đối đãi với lý và hậu cơ thì gọi là cùng một mây mưa tưới nhuần cho ba loại căn cơ đó, thích ứng với từng loại chủng tính thì gọi là tam thừa. Thể hiện lý mà có nêu các thú đối đãi với các cơ là làm rõ các thừa có sự khác nhau. Giáo đối với cơ lý để thuyết minh cả ý nghĩa được bao hàm, cho nên đặt ra tên gọi các tạng. Định thể hiện rõ giáo về lý để vận tải các cơ, nên đặt ra tên gọi các thừa, đó là hai cách khác nhau. Kinh văn, tuy cùng một đất sinh ra tới mỗi thứ mỗi khác, tán rằng dưới là mục bốn là dụ về chẳng tự biết rõ. Chủng tính ba thừa đều cùng dựa vào một chân lý, một đất mà sinh ra đều nhờ cùng một Phật giáo, một trận mưa nhuần tưới, như các cỏ cây kia tùy hấp thụ sự nhuần tưới khác nhau, nhưng chẳng tự biết rõ, cũng chẳng biết cỏ cây khác được nhuần tưới sinh trưởng ra sao. Cách giải thích này dường như sơ sài, nhưng xem phần hợp thuyết sẽ rõ hết. Kinh văn, Ca Diếp nên biết tới như đám mây lớn nổi lên, tán rằng dưới là phần thứ ba hợp thuật, cũng có bốn mục, mỗi mục đều chia làm hai, đầu tiên nêu pháp, sau đó đều là dụ hợp, hợp thuyết về việc pháp vương xuất thế vậy. Kinh văn dùng âm thanh lớn tới đại thiên quốc độ, tán rằng đây là mục hai, hợp thuyết về Phật giáo thấm thuần khắp cả. Vì chẳng những thân Phật ở khắp nơi mà âm thanh của Phật cũng vang khắp nơi. Kinh văn ở trong đại chúng tới Đức Phật Thế Tôn, tán rằng dưới là mục thứ ba, hợp thuyết về việc hấp thụ sự tưới thuần mỗi loại mỗi khác. Có hai phần, đầu là pháp thuyết, sau là dụ hợp. Trong phần đầu lại có bốn mục: một, tự nêu triệu tập; hai, người khác nghe thấy đều kéo tới; ba, Phật đáp ứng lại dẫn đạo làm lợi lạc cho; bốn, chúng sinh nghe pháp được ích lợi. Trong mục đầu lại có hai phần, đầu là tự mình kêu lên, tự mình sướng xuất, sau đó là triệu tập người khác tới. Nêu sướng có ba ý: một, sướng xuất đức hiệu; hai, sướng xuất lợi dụng; ba, sướng xuất tri kiến. Đây là phần đầu. Kinh văn, người chưa độ tới khiến được niết bàn, tán rằng đây là sướng xuất lợi dụng, nêu lên lợi ích tác dụng, có khả năng thỏa mãn được bốn nguyện. Độ có nghĩa lìa khỏi vượt qua, giải có nghĩa là đoạn ác tu thiện. Bốn nguyện là: một, người chưa lìa khổ, nguyện khiến lìa được khổ; hai, người chưa đoạn ác tu thiện, nguyện đoạn ác tu thiện;
3. Người chưa an lạc, nguyện làm cho họ được an lạc. 4. Người chưa thành Phật, đắc Niết Bàn, nguyện làm cho họ được thành Phật, đắc Niết Bàn. Kinh Anh Lạc nói, biết khổ đoạn tập chứng diệt tu đạo là bốn nguyện lớn, cũng tức là đây. Trong đây, bốn loại khổ tập diệt đạo cứ theo thứ tự mà phối trí. Kinh Văn, đời nay đời sau, tới người thuyết về đạo, tán rằng đây là sướng xuất tri kiến, có ba ý. Một, sướng tam minh, hai, sướng nhị trí, ba, sướng tam pháp. Biết đời nay đời sau, đó là sướng tam minh, đã thấy thì gọi là nay, hiện tại quá khứ đều là nay. Nhất thiết trí là chân trí, nhất thiết kiến là tục trí, hoặc đầu là nhị trí, sau là ngũ nhãn. Biết đạo, khai đạo, thuyết đạo. Biết khai thuyết có nghĩa là biết các cảnh, khai các hành, thuyết các quả. Biết chính tà, khai thiện ác, thuyết đoạn tu. Hơn nữa biết đại thừa, khai độc giác, thuyết thanh văn. Lại biết khai thuyết về các loại dị sinh, hữu học, vô học. Lại biết khai thuyết về các loại chính tà, bất định, tam tụ, tam căn, tam khoa, tam thế, tam bảo, tam độc, tam đức, tam giới, tam lậu, vân vân. Hơn nữa lại biết sinh tử, chỉ rõ tà chính, thuyết về thông tắc. Hơn nữa giác ngộ biết được các đạo, có khả năng khai thị sơ qua, có khả năng thuyết giải sâu rộng, cứ theo thứ tự mà phối trí. Đạo có thứ chỉ một loại, đó là chỉ một đạo nhất thừa. Có thứ có hai đạo đối đãi với nhau, đó là thiện và ác, thế gian và xuất thế gian, cho đến mười nghiệp đạo, vân vân, đều cứ theo lý mà biết. Kinh Văn, trời người các ngươi tới để nghe pháp, tán rằng trên là mục nêu lên sướng xuất, đây là mục triệu tập. Kinh Văn, bấy giờ vô số tới mà nghe pháp, tán rằng đây là mục thứ hai, người khác nghe thấy thảy đều kéo tới. Kinh Văn, Như Lai bấy giờ tới khoái đắc thiện lợi, tán rằng đây là mục thứ ba, Phật pháp. Phật đáp ứng dẫn dắt làm lợi lạc cho chúng sinh, vì hạng lợi căn mà thuyết đại thừa, vì hạng độn căn mà thuyết nhị thừa, vì hạng lợi căn mà thuyết nhị thảo, vì hạng độn căn mà thuyết tiểu thảo, vì hạng tinh tiến mà thuyết về tu hành, vì hạng lười nhác mà thuyết về mười niệm sinh tây phương, vân vân. Kinh Văn, các chúng sinh này tới dần dần được nhập đạo, tán rằng đây là mục bốn, chúng sinh nghe xong được lợi ích. Có hai quả, một quả thế gian, đời này an ổn, đời sau được sinh ở chỗ tốt lành, như pháp theo lý mà thụ quả báo, chẳng làm điều phi pháp, đó là nhờ đạo mà được vui. Hai quả xuất thế, lìa chướng nhập đạo, đối với hạng không chủng tính thì khiến được quả trước, hạng có chủng tính thì khiến được quả sau. Thêm nữa, Bồ Tát đạo có hai, một tăng thượng sinh đạo, hai quyết định thắng đạo. Cần biết tùy theo thứ hữu tự đoạn trừ được hai chướng, cho nên tùy lực mà đắc đạo. Kinh Văn, như đám mây lớn kia tới mỗi thứ đều được sinh trưởng, tán rằng đây là hợp thuyết về sự bẩm nhuận tiếp thụ pháp mà Phật thuyết nói trên ở nơi mỗi chúng sinh mỗi khác. Kinh Văn, Như Lai thuyết pháp tới chẳng tự biết rõ, tán rằng dưới là phần hợp thuyết thứ tư có hai mục, mục đầu là pháp, mục sau là dụ. Trong pháp thì đầu tiên nêu lên, sau đó giải thích. Đây là phần nêu. Đầu tiên là Phật thuyết pháp, sau đó là chúng sinh nghe pháp. Một tướng có nghĩa là không có tướng khác, vì là tướng vô tướng. Kinh Đại Bát Nhã quyển 73 nói rằng các pháp đều cùng một tướng, đó gọi là vô tướng. Kinh Vô Lượng Nghĩa nói rằng thường thuyết các pháp chẳng sinh chẳng diệt, không có cái này, không có cái kia, một tướng vô tướng. Một vị có nghĩa là một vô lậu vị, một thắng tư ích vị, vì không có cái thể khác nhau. Kinh Thắng Ma nói, một tướng một vị, có nghĩa là minh giải thoát vị. Tuy thuyết về rất nhiều loại pháp chẳng giống nhau, nhưng rốt ráo đều quy về một tướng chân như, một vị vô lậu, đều quy về thực tính cả. Những gì là thể của một tướng một vị, đó là giải thoát hoặc nghiệp khổ tướng. Để tướng phân biệt sở chi chướng, chẳng phải là các pháp hữu vi khởi lên rồi hết tận, là giống như vô lậu mà thể tướng là tướng tịch diệt. Các pháp sở khuyết, rốt ráo chẳng lìa niết bàn trí tính, đạt được điều này thì cứu cánh tới được nhất thiết chủng trí, chứng được bồ đề. Thêm nữa, lý mà Phật thuyết giảng chỉ có một tướng, vì rốt ráo tùy thuận khế hợp với trí trung đạo, chúng sinh nghe xong tùy thuận thụ trì, đọc tụng tu hành, được thành ba cỏ hai cây khác nhau mà chẳng tự biết rõ. Kinh Văn, vì sao như vậy? Tới hữu chủng tướng thể tính, tán rằng dưới là giải thích phần nêu ở trên, có ba phần nhỏ. Đầu tiên thuyết minh về sự biết tổng tri, về sự biết chung tổng tri. Thứ đến thuyết minh về sự biết riêng biệt tri.
Cuối cùng là kết luận Phật biết, chúng sinh chẳng biết, đây là phần đầu. Chủng tướng là loại biệt hữu vi, thể tính là lý bản vô vi. Thêm nữa, tâm hành tác dụng là chủng tướng, tâm pháp thể tính gọi là thể tính. Kinh văn, niệm sự gì tới đắc pháp gì? Tán rằng đây là thuyết minh về sự biết riêng biệt tri có bốn pháp: một, tam tuệ sở duyên; hai, tam tuệ hành tướng; ba, tam tuệ thể; bốn, nhờ hạnh gì mà đắc quả gì; nhờ giáo gì mà được lý gì. Bốn loại pháp này Phật đều biết cả, nhưng chỉ thuyết về dược thảo, chỉ thuyết về thứ này, cho nên chẳng nói là biết về các thứ khác. Kinh văn, chúng sinh trụ ở tới hiểu rõ không bị trở ngại. Tán rằng đây là phần kết luận Phật biết, chúng sinh chẳng biết. Địa là chủng tử hoặc là các hành tướng thể tính của tâm, gọi chung là địa. Chẳng giống với địa đã nói đến trước đây, đó có nghĩa là nhất chân. Đó nói Phật giáo gọi là nhất vũ, một trận mưa. Nhất chân pháp giới gọi là nhất địa, một đất. Trong đó tứ sinh, các loại chúng sinh gọi là cỏ cây, vân vân. Chỉ ba thừa, năm thừa, hữu tính, vô tính, Phật đều biết cả, chúng sinh chẳng biết. Kinh văn, như cỏ cây kia tới thượng trung hạ tính. Tán rằng đây là nêu thí dụ thứ tư hợp thành pháp trước. Kinh văn, Như Lai biết đó tới nhất thiết trùng trí. Tán rằng về trần thuật có hai phần, phần trên trần thuyết xong xuôi, phần dưới kết luận về phần trước. Phần dưới đây có hai, đầu tiên nói rõ Phật biết sâu mà thuyết cho chúng sinh nông, sau đó là tán thành ca diết có thể hiểu được nghĩa sâu, đây là phần đầu. Từ trùng quy kết ở không trở về trước, nói rõ Phật biết sâu về tính không, vì thể tức chân như, phi không, bất không. Từ quan sát tâm của chúng sinh trở về sau, Phật đã thuyết nông cho chúng sinh, nhưng vẫn khế hợp với lý sâu, hai chướng hoàn toàn đoạn trừ rồi, thì thành chủng trí, Phật giữ lại ý ấy. Chẳng thuyết ngay cho chúng sinh về nhất thiết chủng trí, mà tạm thời thuyết cho họ về nhị thừa, cho nên Phật với thanh văn, do đó mà thành ra khác nhau. Kinh văn, các người ca diếp tới khó hiểu khó biết. Tán rằng đây là tán thành ca diếp hiểu được nghĩa sâu, thoạt đầu nêu lên sau đó giải thích. Kinh văn, bấy giờ Thế Tôn tới thuyết rất nhiều pháp. Tán rằng dưới là tụng, tất cả có 54 tụng rưỡi, trong đó 52 tụng rưỡi đầu trùng tụng nghĩa trước, còn hai tụng sau chuyển vào đoạn thứ ba của phẩm, kết thành thuyết thực chuẩn bị dần cho phần thụ ký. Trong phần đầu lại chia làm hai, 51 tụng đầu tụng về phần trần thuật trước, một tụng rưỡi sau tụng về phần kết thành trước. Trong trần thuật lại chia làm ba, a, 4 tụng đầu tụng về phần pháp thuật trước, b, 10 tụng rưỡi sau tụng về phần dụ thuật trước, c, 36 tụng rưỡi cuối tụng về phần hợp thuật trước. Trong phần đầu có hai mục, ba tụng đầu tụng về mục thứ nhất, Phật nổi lên ở đời, đó là vua về các pháp, lời ngài thuyết giảng chẳng hề sai. Một tụng cuối tụng về mục thứ tư, chúng sinh chẳng thể tự mình thông đạt. Trong mục một này cũng có ba phần, một nêu rõ các điều sở thuyết của pháp vương chẳng hề sai, hai nói rõ Như Lai thuyết pháp hiếm có, ba nhắc lại thành thuyết trước, đây là phần đầu. Phá hữu có nghĩa là có thể, phá nhất hữu cho rằng tam giới là sở hữu của một nghiệp hữu, phá nhị hữu tức bản hữu và trung hữu, phá tam hữu tức là tam giới, phá tứ hữu tức sinh hữu, tử hữu, trung hữu và bản hữu. Kinh luận mới dịch gọi là tiền thời hữu, phá ngũ hữu tức là ngũ thú, phá thất hữu tức là ngũ thú, nghiệp hữu và trung hữu, phá cửu hữu tức là cửu địa, cửu hữu tình cư, phá nhị thập ngũ hữu, 25 hữu. Tụng về 25 cõi rằng tứ vực, tứ ác thú, phạm vương, lục dục thiên, vô tưởng thiên, tịnh cư, tứ không cùng tứ thiền. Hoặc phá hữu có nghĩa là phá trừ cái tâm chấp hữu tam thừa vô biệt thể. Hoặc trong tụng này, phá hữu pháp vương là pháp thân, xuất hiện thế gian là báo thân, tùy chúng sinh dục, trùng trùng thuyết pháp là hóa thân. Kinh văn, Đức Như Lai tôn trọng tới chẳng cần phải thuyết ngay. Tán rằng đây là thuyết minh về một Như Lai thuyết pháp hy hữu. Mặc tức là ra mặc, có nghĩa là im lặng lẳng lặng. Vụ có nghĩa là nôn nóng, vội vàng, chỉ chuộng. Im lặng về cái lý, vì cái lý về một thực ba quyển rất là vi diệu, cho nên Phật chẳng thích nôn nóng, vội vàng, chỉ chuộng việc trần thuật ngay tức thì, mà ắt còn phải đợi căn cơ của chúng sinh thành thục mới có thể thuyết cho. Kinh văn, người trí nếu được nghe tới thế thì bị mất mãi.
tán rằng đây là cái thành thuyết trước vì sợ rằng có sự nghi ngờ hối lại, thành ra sẽ bị mất mãi mãi cho nên chẳng vội thuyết ngay. Kinh văn thế cho nên Ca Diếp tới khiến họ được chính kiến, tán rằng đây là tụng phần thứ tư, chẳng thể tự mình thông đạt, do Phật biết rõ thấu đáo các pháp, biết rõ căn cơ của chúng sinh, biết cách giải giảng nào thật thích nhất với sở thích của họ mà thuyết pháp khiến họ được chính kiến. Còn các chúng sinh thì chẳng thể tự biết thượng trung hạ tính, lời văn nối tiếp ý trước, cho nên nói là thế cho nên. Kinh văn Ca Diếp ông nên biết tới có thể bưng hứng được, tán rằng dưới là đoạn thứ hai có 10 tụng rưỡi, tụng về phần dụ thuật trước kia chia làm 3 phần. Một đầu là 3 tụng hợp thuyết về 2 dụ đầu, dụ về việc pháp vương xuất thế và dụ về thuyết giáo nhuận tưới khắp. 2 thứ đến 6 tụng rưỡi tụng về dụ thứ 3 là dụ về sự hấp thụ việc tưới nhuận, sự tiếp thu giáo pháp của chúng sinh mỗi người mỗi khác. 3 cuối là 1 tụng tụng về dụ chẳng tự giác ngộ biết rõ. Phần đầu lại chia làm 2 mục nhỏ. A đầu 1 tụng tụng chung về 2 dụ trước. B cuối 2 tụng giải thích riêng về công đức của mây, giống như đám mây lớn nổi lên ở thế gian, đây là dụ đầu. Che khắp hết thảy là dụ thứ hai. Ca tụng mây có 7 công đức. 1 mây tuệ chứa đựng các pháp để tưới nhuận, tuệ vân hàm nhuận như từ tâm dòng khởi mây lên chứa sẵn cơn mưa, trụ suốt 7 ngày, đợi người nông phu canh tác xong mới đổ mưa. Đó là để ví với trong đám mây tử của Phật có chứa đựng muôn đức, đợi cho căn cơ chúng sinh chín muồi rồi mới đổ mưa pháp vũ xuống mà tuyên dương Phật pháp để hóa độ cho. 2 ánh chớp sáng soi điện quang hoảng loạn, vì với sự giáo hóa dẫn đạo của Phật rất rõ ràng, thân quang trí quang soi khắp mọi thứ. Chữ đọc là hoảng, nghĩa như chữ quang có nghĩa là sáng, ánh sáng. Chữ đọc là diệu có nghĩa là soi sáng chiếu rọi. 3 tiếng sấm vang xa lôi thình viễn chấn, kinh động các loài chúng sinh ở tận nơi xa, vì với việc Đức Phật ra đời khiến bọn ma phải sợ hãi. 4 khiến chúng sinh vui mừng, lệnh chúng duyệt dự, chúng sinh mừng vì thấy mây nổi lên, vui vì sẽ được dập bóng của mây che cho. Ví với việc thấy Phật xuất hiện thì mừng rằng sẽ được con thuyền giáo pháp do Phật thuyết chở cho cả năm loài ngũ thú. Chữ dự có nghĩa vui mừng sung sướng. 5 che ánh mặt trời nhật quang yểm tế, ví với việc diệt trừ phiền não như trong kinh Hoa Nghiêm nói rằng che thói tà đi để thấy ánh mặt trời. 6 trên đất mát mẻ địa thượng thanh lương, ví với việc khiến cho loài hữu tình dẫu ở địa vị sinh tử mà vẫn chứng được niết bàn. 7 dâm dập rủ tre như bưng hứng được ái đãi thủy bố như khả thừa lãm, có sách giải thích chữ ái là tối tăm muội, chữ đãi là màu đen, hai chữ này có âm đọc là ái đãi có nghĩa là đen tối u ám, vì vậy bóng mây tre gọi là ái đãi. Thêm nữa sách Quảng Nhã còn giải thích nghĩa ái đãi giống như ế hội, mà ế hội là từ nói về trạng thái mây đùn lên rất nhiều, vậy có nghĩa là dâm dập. Sách Thông Tục Văn giải thích mây che khuất mặt trời thì gọi là ái đãi. Đây là thí dụ ví với việc Đức Phật giáng linh từ bi hương thịnh làm khuôn mẫu lớn khiến chúng sinh mừng rỡ ưa thích vì sẽ được làm Phật, cho nên gọi là ái đãi dầm mát như bưng hứng được, bưng hứng thừa lãm là nói về tình trạng có thể nắm được. Chữ đọc là lãm có nghĩa là cầm lấy, còn viết là sách Thuyết Văn viết là có nghĩa là nắm được, vì Bồ Đề chẳng thể dùng thân tâm mà chứng đắc, nếu có thể thì cũng chỉ dường như đắc mà chẳng phải thực sự đắc, phải dùng trí mà chứng, cho nên nay phải thêm cho mây kia 3 công đức nữa. Một tiếp theo ý văn trên, sở dĩ Phật như mây kia khởi lên ở thế gian là vì xót thương tất cả các loài chúng sinh. 2. Dòng có khả năng khiến mây nổi lên, vì ví như hai thân, pháp thân và báo thân của Phật thực hiện công cuộc giáo hóa này. 3. Có thể đổ trận mưa rào, tưới nhuận cho các cây cỏ đâm chồi. Đây là ví với việc Đức Phật có thể thuyết pháp làm lợi ích cho hết thảy. 3 đức này gộp với 7 đức nói trên trong kinh, tất cả là 10 đức. Kinh văn, mưa ấy đều khắp đều nhau, tới cõi đất đều thấm ướt, tán rằng dưới là đoạn thứ hai nói về sự thấm nhuận của mỗi loài mỗi khác. Đoạn này có 6 tụng rưỡi chia làm 3 phần. 1 tụng nói về công năng của mưa,
Hai tụng rưỡi nói về thể của sự tưới nhuần trưởng dưỡng. Ba tụng nói về dụng của sự tưới nhuần trưởng dưỡng. Đây là phần đầu. Kinh Niết Bàn nói, đối với chúng sinh, Phật chẳng cần xét tới chủng tính của họ, thậm chí họ là hạng tôi tớ thấp hèn, mà chỉ xét tới chúng sinh có thiện tâm thì Ngài đều thương xót. Ví như sư tử nhìn thấy sư tử con kia bị hương tượng giết như thế nào, thì lúc con thỏ bị nó giết cũng thế, chẳng sinh tâm khinh thường. Gọi là phổ đẳng, phổ cập đều khắp. Vì mưa ấy đổ xuống cả bốn phương, tưới hít cho khắp mọi loài chúng sinh, khiến cho cõi đất đều thấm ướt, đầy rẫy tràn trề. Kinh văn, nơi sông, núi, hẻm, bang, tưới, cây cỏ, thuốc đều tốt. Tán giảng đây là thuyết minh về thể của sự tưới nhuần, trưởng dưỡng. A. Một tụng đầu là nói chung. B. Một tụng rưỡi sau là nói riêng về sự tưới nhuần cho từng chủng tính. Bách cốc, hàng trăm loại cốc, chữ cốc có nghĩa là kế tục. Vật lý luận của Dương Tuyển nói, chữ lương là tên chung của kế nếp, kế tẻ, thử tắc. Chữ đạo là tên chung của thóc tẻ, thóc nếp, canh nga. Chữ tè là tên chung của các loại đậu. Ba loại cốc, tam cốc nói trên, mỗi loại lại trên là 20 thứ, gộp lại là 60 thứ. Dừa, rau, mỗi loại có 20 thứ, tổng cộng thành ra 100 thứ cốc, bách cốc. Cho nên kinh thi có câu, gieo trăm thứ cốc, chu dịch có câu, trăm thứ cốc bám vào đất. Ba sự trăm thứ cốc mía nho là để ví hai loại cỏ vừa lớn, hai loại cỏ vừa và lớn. Vì ba thừa có chủng tính, chữ đọc là giá, chữ đọc là đào. Chữ này còn viết là Trương Khiên đi sứ sang Tây Vực, mang về được an thạch liệu bồ đào, hồ đào. Sách Quảng Trí nói rằng bồ đào viết là có ba loại trắng, đen, vàng. Loại cỏ nhỏ này ví với hạng vô chủng tính, được sinh ở cõi người cõi trời, như đất khô được tưới khắp, không có xuất thế chủng. Tổng kết cả phần trên thì nói rằng tam thừa dược thảo, hai cây đại tiểu có chủng tính, nhân trận mưa này mà được tưới nhuần xanh tốt khắp cả. Đây là theo nghĩa riêng mà phối hợp với ví dụ. Cũng có bản nói núi sông hẻm bang, hẻm hang, núi lúa mà ở đấy tức là bách cốc. Sách Thuyết Văn nói cỏ mọc ở ruộng thì gọi là miêu mạ. Các sách Thương Hiệp, Ngọc Thiên nói lúa hòa chưa trổ bông thì gọi là miêu mạ. Ví như câu miêu nhi bất tú, mạ chẳng trổ bông, lúa đâm bông nảy hạt thì gọi là giá, cộng lúa thì gọi là hòa. Lại nói khi còn ở ruộng thì gọi là giá. Theo cách giải thích, trước hai chữ miêu giá, mạ lúa có sự khác nhau. Vì với nhân và quả có sự khác nhau, theo cách giải thích sau thì miêu tức là giá, thế thì chỉ với ví với các loài cốc nói chung. Kinh văn, tiểu mây ấy mưa tuôn tới đều tươi tốt mượt mà. Tán rằng đây là thuyết minh về dụng của sự tưới nhuần trưởng dưỡng. Có hai ý, hai tụng đầu nói về ý nhờ được tưới nhuần mà được sinh trưởng, một tụng sau nói về ý nhờ được tưới nhuần mà được tươi tốt mượt mà. Ba bậc thượng trung hạ khác nhau ở mỗi loại cây xứng với tiểu đại ấy. Có nghĩa là hai loại cây tiểu đại đều có ba bậc cả, gốc thân và cành lá, bốn nghĩa này như trước. Các cây này đều có hoa và quả, đều có vẻ sáng nhờ tác dụng ở bên ngoài. Hoa ví chung với nhân, quả ví chung với quả. Những loại văn khác có thể hiểu được. Kinh văn như thể tướng của nó tới mỗi thứ được nhuận tốt. Tán giảng đây là tụng về phần thứ tư, chẳng tự biết rõ. Sự tưới nhuận chỉ là một, vì sự thụ giáo giống nhau, nhưng sự thấm nhuận tươi tốt mỗi thứ mỗi khác. Chúng sinh ba thừa rốt cuộc chẳng tự biết rõ công đức mà mình đạt được, cho nên biết rằng ba thừa có sự khác biệt, vị trí có sự khác nhau, ví như ba cỏ hai cây vậy. Kinh văn, Đức Phật cũng như vậy, tới thực chất của các pháp. Tán giảng đây là đoạn thứ ba, có 36 tụng rưỡi. Tụng về phần hợp thuyết trước kia, văn đây chỉ làm hai phần, hai tụng đầu, tụng hai hợp thuyết đầu, 34 tụng rưỡi sau, tụng về hợp thuyết của phần thứ ba, sự tiếp thụ thuần tưới, nhuần tưới của mỗi là mỗi khác, chẳng tụng về hợp thuyết của phần thứ tư, chẳng tự biết rõ, đây là phần đầu. Kinh văn, Đấng Đại Thánh Thế Tôn tới cùng sự vui Niết Bàn. Tán giảng đây là đoạn thứ hai của 34 tụng rưỡi, tụng về hợp thuyết sự tiếp thụ nhuận tưới mỗi loài mỗi khác. Trong đó trường hàng có 4 mục, đây chỉ có 3 mục. 4 tụng rưỡi đầu tự nêu triệu tập,
9 tụng giới sau, Phật ứng dẫn đạo lợi lạc cho chúng sinh. 21 tụng cuối, chúng sinh nghe xong được ích lợi. Chỉ không có hợp thuyết về phần thứ hai, người khác nghe xong thầy đều kéo tới. Trong mục đầu có hai ý, ba tụng rưỡi đầu là nêu, một tụng sau là triệu. Đây là ý đầu, tuy có chủng tính chưa từng được nghe pháp, thiếu tốn về pháp thì gọi là khô héo. Chữ cảo nghĩa như chữ khô. Kinh văn: các chúng người trời này tới ra mắt vô thượng tôn, tán rằng đây là triệu vậy. Kinh văn: ta là đấng Thế Tôn tới vì Niết Bàn giải thoát. Tán rằng dưới là đoạn thứ hai có chín tụng nói về việc Phật ứng với căn cơ chúng sinh mà dẫn đạo làm lợi lạc cho họ. Trong đây có năm mục. Một, đầu là hai tụng, Phật thuyết thắng pháp. Hai, thứ đến một tụng, tụng đại thừa nhân. Ba, thứ đến hai tụng rưỡi, bình đẳng thuyết pháp. Bốn, thứ đến một tụng rưỡi, chia làm lợi ích. Năm, cuối cùng là hai tụng, chẳng lựa lọc tốt xấu. Đây là mục đầu. Chính pháp vị ngọt có thể chữa khỏi chứng phiền não, cho nên ví với cam lồ móc ngọt. Kinh văn: chỉ dùng một diệu âm tới mà kết làm nhân duyên. Tán rằng đây là mục hai đại thừa nhân, giả thiết thuyết về nhị quyền, vì đều là đại thừa nhất thiết chủng trí cả. Kinh văn: ta xem hết thảy chúng tới lúc đông nhiều cũng thế. Tán rằng đây là mục ba bình đẳng thuyết pháp, đoạn trừ được tư tưởng phân biệt ta và không phải ta vẫn, cho nên không có sự phân biệt cái này, cái kia. Vì đã đoạn trừ được yêu ghét, cho nên không có tâm phân biệt kẻ oán người thân. Vì chẳng sẻn pháp, nên ta không có thói tham trước. Vì chẳng ghen ghét, nên cũng không có ngăn cách trở ngại. Cho nên bình đẳng thuyết pháp cho một người cũng như nhiều người, tức là giống như ý bài kệ nếu ai tin theo Phật đã nói trước đây. Kinh văn: thường diễn thuyết pháp luôn tới như mưa tưới nhuận khắp. Tán rằng đây là mục bốn trên làm lợi ích. Đi đến ngồi đứng ba uy nghi Phật, lược qua không có nằm vì lúc làm lợi lạc cho chúng sinh, hoặc đi để thị hiện nhập niết bàn, hoặc đến để thị hiện thành chính giác, hoặc ngồi chỉ việc thuyết pháp lợi sinh, hoặc đứng để chờ chúng sinh cơ duyên chín muồi mà chẳng hề mệt mỏi lười nhác. Đó là vì lòng từ bi sâu sắc vậy. Kinh văn: sang hèn cùng trên dưới tới mà không chút lười nhác. Tán rằng đây là mục năm, chẳng lựa lọc tốt xấu. Chẳng chọn chủng tính nghèo, giàu, sang, hèn. Chỉ cần thấy có thiện căn là liền thuyết pháp cho. Ví như con sư tử con, khi giết thỏ cũng như bị hương tượng giết, nó không có tâm phân biệt, lựa chọn. Kinh văn: hết thảy hạ chúng sinh tới chủ ở nơi các địa. Tán rằng dưới là đoạn thứ 3 có 21 tụng nói về việc chúng sinh nghe pháp được lợi ích, chia làm 3 phần. Đầu 9 tụng rưỡi, pháp dụ hợp thuyết về sự hấp thụ nhận tưới có chỗ khác nhau với tính khác nhau. Kế 3 tụng rưỡi, pháp dụ hợp thuyết về sự hấp thụ nhận tưới khiến được nảy nở tươi tốt với nhân khác nhau. Cuối 8 tụng, pháp dụ hợp thuyết về sự hấp thụ nhận tưới thành ra quả thực với quả khác nhau. Phần đầu có 2 phần nhỏ, đầu tiên là 8 tụng về pháp, sau đó là một tụng rưỡi về dụ. Phần đầu này lại chia làm hai mục. Một tụng đầu là phần nêu chung, 7 tụng sau là phần thuyết minh riêng. Đây là phần đầu. Trụ ở các địa, chỉ thập địa của tam thừa gồm có cản huệ địa, chủng tính địa, bát nhân địa, cụ kiến địa, bạc địa, ly lục địa, dĩ biện địa, độc giác địa, bồ tát địa, như lai địa. Vì dưới sẽ nói riêng về ba cò. Đây nói trước về thập địa cộng hành của tam thừa, hoặc phàm phu địa, hữu học địa, vô học địa, bồ tát địa, như lai địa. Hoặc địa của tam thừa nói ở đây tức là vô tính, nhị thừa chủng tính và đại thừa tính, tùy theo phận vị đó mà gọi là địa. Kinh văn: hoặc ở cõi người cõi trời tới là dược thảo bậc thượng. Tán rằng dưới đây là 7 tụng thuyết minh riêng chia làm 2 phần. Đầu 4 tụng, tụng về 3 cỏ. Cuối 3 tụng, tụng về 2 cây. Đây là phần đầu có 3 mục: A. Một tụng tiểu thảo. B. Hai tụng trung thảo. C. Một tụng đại thảo. Hạng người vô chủng tính thích sự khóa lạc ở cõi người cõi trời thì gọi là tiểu thảo. Kinh Thiện Giới nói rằng người vô chủng tính thì chỉ dùng thiện căn của người trời mà khiến họ thành thục, hoặc 7 phương tiện cũng gọi là tiểu thảo. Nhị thừa gọi là trung thảo, Bồ Tát gọi là thượng thảo, cũng tức là tứ sinh mà Thắng Man phụ trách.
Chúng sinh vô văn phi pháp, không nghe pháp, làm sai pháp, tức là tiểu dược thảo. Giữa là nhị thừa, tức là trung dược thảo. Bồ Tát là đại dược thảo, đó tức là ba loại bệnh nhân trong kinh Niết Bàn vậy. Kinh văn lại nữa, các Phật tử tới đó gọi là cây lớn, tán rằng đây là thuyết minh về nhị mộc, hai loại cây, một tụng dưới đầu tiểu mộc, một tụng dưới sau đại mộc, tức là trong đại thảo chia làm hai. A, địa tiền là tiểu mộc, vì chưa được nghi hối, biết chắc chắn sẽ được làm Phật. B, thập địa gọi là đại mộc, vì được nhị lợi, vì đã chứng được địa vị bất thoái chuyển, chẳng còn phải tu hạnh bất thoái nữa. Về nghĩa xét thấy nhị thừa, chưa thành vô học cũng gọi là trung thảo. Ba ý sinh thân căn cứ vào sự quyết định, chỉ nói vô học hồi tâm trở về sau mới thụ biến dịch sinh. Vì phần vị đã quyết định khác với hạng hữu học, cho nên ở đây chẳng bàn tới. Hạng chưa nhập thánh vị và hạng vô chủng tính có thể gọi là tiểu thảo. Căn cứ vào đó thì hạng địa tiền chẳng gọi là tiểu mộc. Nếu thế thì tiểu mộc bao gồm những gì? Cho nên cách giải thích trước tốt hơn. Hoặc trước thất địa gọi là tiểu mộc, sau bát địa gọi là đại mộc. Để nói bất thoái về tu hạnh bất thoái, hết thảy Bồ Tát đều gọi là đại thảo. Trí độ luận nói rằng, ví như sấm động, chim nhỏ nghe thấy thảy đều kinh sợ, chim công nghe thấy thì liền múa mênh, cho nên gọi là đại thảo. Nhân đó mà giải thích nhị mộc phần vị khác nhau trong các kinh luận, nói về việc chứng đắc Bồ Đề lý chẳng thống nhất. Kinh Đại Bát Nhã quyển 74 nói về năm loại Bồ Đề. Kinh Kim Cương Bát Nhã nói rằng, thực ra không có tiểu pháp đắc Phật Bồ Đề, nếu có tiểu pháp đắc Bồ Đề thì Phật nhân đăng ắt chẳng thụ ký cho ta. Lại còn có lời dạy rằng, lúc mới phát tâm liền thành chính giác. Kinh này nói tới 8 lần sinh, thậm chí một lần sinh sẽ được Bồ Đề. Cũng có thuyết nói ba đại kiếp tu mới lên chính giác. Ý kiến của các vị luận sư về các nghĩa này khác nhau. Dù giả luận nói rằng kiếp có hai loại, một đó là số ngày tháng năm, tức là ngày đêm tháng mùa năm nói trong luận này. Hai, chỉ A Tăng kỷ kiếp, các thứ vượt qua được chỉ có thể vượt tiền kiếp, không thể vượt hậu kiếp. Cho nên theo nghĩa này, nếu căn cứ hướng vào vô vi chân như vô tướng thì thực không có tiểu pháp đắc Bồ Đề. Vì kinh Bát Nhã chủ thuyết về vô vi, sơ địa Bồ Đề phát tâm liền chứng, đây là chứng phát tâm, chẳng phải như chủng tính phát tâm. Giống với kinh này, 8 lần sinh, thậm chí một lần sinh sẽ được. Hoặc trong kinh này căn cứ vào chứng phát tâm, luận giải chứng đắc sơ địa Bồ Đề, cho nên sơ phát tâm đó liền lên chính giác, vì là nhân Bồ Đề của chủng tính phát tâm. Ba đại kiếp tu mới chứng được Bồ Đề, đó là vô thượng Bồ Đề, là quả mãn Bồ Đề vì đại kiếp tu. Như vậy thì cũng chẳng trái ngược nhau. Phật quả to lớn chẳng phải là do nhân nhỏ mà thành được. Nếu còn nghĩa khác thì rất trái với chính đạo. Cho nên kinh Niết Bàn nói là Phật khó thành thì mau thụ ký cho, nói là Phật dễ thành thì chậm thụ ký cho. Kinh văn, Phật bình đẳng thuyết pháp tới bẩm thụ mỗi người mỗi khác. Tán rằng dụ này nói về sự bẩm thụ của mỗi loại mỗi khác vì tính khác nhau. Kinh văn, Phật dùng thí dụ này tới dần dần tươi tốt thêm. Tán rằng dưới là ba tụng dưới là phát dụ hợp thuyết về sự bẩm thụ nhận tưới rồi phát triển tươi tốt về nhân của mỗi loài mỗi khác. Một tụng dưới đầu vi với điều Phật thuyết ít ỏi như một giọt trong biển, như hải nhất trích. Hai tụng sau là phát dụ hợp thuyết về nhân tăng trưởng tốt tươi khác nhau. Chữ đọc là trích, thông tục văn giải thích rơi từng giọt gọi là ngưng. Sách Thiết Vận viết là, có chỗ viết là, và đọc là đế, có nghĩa là nước rơi xuống, chẳng phải là nghĩa ở đây. Kinh văn, pháp của các đức Phật tới đều được đầy đủ khắp. Tán rằng dưới có 8 tụng là pháp dụ hợp thuyết về sự bẩm nhuận thành ra trái quả khác nhau. Có 2 phần đầu 6 tụng rưỡi là pháp thuyết, sau 1 tụng rưỡi là dụ thuyết. Văn đầu có 3 mục. Một tụng đầu tụng chung về có thể khiến cho được quả được đầy đủ, cũng là tụng riêng về khiến cho tiểu thảo quả mãn. 2 tụng rưỡi kế về trung thảo, 3 tụng rưỡi cuối tụng về đại thảo. Đây là mục đầu thế gian đầy đủ gọi là nhân thiên mãn. Kinh văn, tuần tự tu hành dần tới thầy đều được tăng trưởng. Tán rằng đây là thuyết minh về trung thảo,
Nhân người trời sinh dần được đạo quả, nghĩa là nhị thừa mãn. Kinh văn, nếu các vị Bồ Tát tới mà đều được tăng trưởng, tán rằng đây là thuyết minh về đại thảo. Đại thảo tức là nhị mộc, hai loại cây. Một tụng rưỡi đầu tiểu mộc, hai tụng sau đại mộc. Kinh văn, như vậy đó ca diếp, tới thảy đều được thành quả. Tán rằng đây là dụ hợp thuyết về sự bẩm mạng, tiếp thụ tưới nhuận trước kia được thành trái quả viên mãn. Kinh văn, ca diếp nên biết rằng tới chư Phật đều như thế. Tán rằng đây là đoạn thứ hai tụng kết luận về những điều nói trên. Ta giống chư Phật trước quyền sau thực, các ngươi tín thụ nên cực hiếm có. Kinh văn, ta này vì các ngươi tới thảy đều sẽ thành Phật. Tán rằng đây là đoạn thứ ba của phẩm, là phần kết luận thuyết về thực thừa để làm đà dần dần cho việc thụ ký. Sự tu hành của thanh văn là nhân xa của việc thành Phật, cho nên là đạo phương tiện mà Bồ Tát tu hành. Luận nói rằng điều các ngươi tu hành đó là đạo Bồ Tát, có nghĩa là phát tâm Bồ Đề, thoái rồi lại phát, thiện căn tu hành được trước kia chẳng diệt, sau này cùng được quả cả. Cho nên việc tu nhị thừa là cá nhân phương tiện xa của đại thừa, đó gọi là đạo Bồ Tát. Phẩm thụ ký dùng 3 môn để phân biệt: 1. Nói rõ dụng ý. 2. Giải thích sai biệt. 3. Giải thích tên phẩm. 1. Nói rõ dụng ý có hai ý. 1. Thu tổ là bậc thượng căn, nghe pháp thuyết liền giải ngộ. Phật liền thụ ký cho 4 người khác là hạng trung căn, nghe dụ thuyết rồi mới hiểu, nên Phật cũng thụ ký cho. 2. Vì ba loại người không có phiền não nhưng lại nhiễm mạn, mà thuyết tam bình đẳng, thoạt đầu nói về thừa bình đẳng, cho nên Phật cũng thụ ký cho. Trước kia Phật nói thể của thừa khác nhau, bèn có hạng vô học chấp trước cho rằng thừa nhất định khác nhau, vì vậy mà phải ký biệt để tỏ rõ là thừa bình đẳng. Chính vì vậy mới có phẩm này, như phẩm thí dụ đã giải thích. 2. Giải thích sai biệt. Có ba loại, có thể thụ ký. 1. Thể tính là có. 2. Thắng hữu đương quả, có thể tính tốt sẽ được thành quả. 3. Thắng nhân thắng lý, đại nhân đại quả, người tốt, lý tốt, nhân lớn, quả lớn. 1. Thể tính có thì có thể thụ ký, thể tính không có thì chẳng thể thụ ký, như 14 loại bất khả ký. Lý sự vốn không thì chẳng thể thụ ký. Hỏi, có thể tính thì có thể thụ ký cho, sao Kinh Hoa Nghiêm nói rằng hữu thủy vô thủy là vô ký? Phật chẳng đáp. Lại một vị tỳ kheo hỏi, 12 nhân duyên tự tác tha tác, vô minh tự khởi là nghĩa vô thủy, gọi là tự tác, lại từ tha khởi là nghĩa hữu thủy, đó gọi là tha tác. Đáp, Phật đều bác bỏ và nói, ví như người bị tên độc bắn trúng thì nên mời thầy thuốc nhổ cho, chẳng cần hỏi tên ấy vì sao mà trúng. Cho nên hạng có thể tính thì có thể thụ ký, không có thì chẳng thể thụ ký. 2. Hạng thắng hữu đương quả thì có thể thụ ký, không thì chẳng thể thụ ký, cũng như thiện pháp với bất thiện pháp. Thành Duy Thức Luận nói rằng, ký là nói về thiện ác, hạng có tự thể thủ thắng và sẽ thành quả có thể ghi nhận, cho nên gọi là ký. Hạng vô ký chẳng thế, cho nên chẳng thể thụ ký. 3. Thắng nhân thắng lý, đại nhân đại quả thì có thể thụ ký, chẳng phải hạng ấy thì chẳng thể thụ ký. Biệt ký tức ký biệt kinh, ghi chuyện đệ tử sinh tử là vì thắng nhân, người nổi trội. Ghi nghĩa thâm mật vì là thắng lý, lý nổi trội, ghi người sẽ thành Phật vì là đại nhân đại quả, nhân lớn quả lớn. Người kém lý kém, nhân nhỏ quả nhỏ thì gọi là bất khả ký, chẳng thể được thụ ký. Nay ở đây chính là hạng đại nhân đại quả trong loại thứ ba này, cho nên thụ ký cho họ. Chẳng phải là hai loại đầu được thụ ký toàn bộ và hạng sau cũng được thụ ký một bộ phận nhỏ. Thêm nữa, việc thụ ký này có nhiều sai biệt. Ở đây nêu lên 6 loại như sau. Một loại ký như thụ ký kinh trong 12 phần giáo. Hai loại ký như nói trong kinh Niết Bàn. Nếu người nghe thuyết pháp tùy thuận thích nhập đạo chóng được thành Phật, rồi trong tâm sinh ra khinh rẻ thì thụ ký chậm cho họ. Nếu nói đạo Phật khó thành, phải chịu vất vả khổ sở lâu rồi sau mới thành được, thì thụ ký nhanh cho người đó. Ngoài ra còn có hạng thiện căn chín rồi thì thụ ký nhanh cho, hạng thiện căn chưa chín thì thụ ký chậm cho. Hạng chán ghét sinh tử, muốn chóng chứng Bồ Đề trí tăng thượng
thì thụ ký nhanh cho. Hạng thích ở trong vòng sinh tử, hóa độ chúng sinh, bi tăng thượng thì thụ ký chậm cho. Lại còn có hai loại, một tổng ký, thụ ký chung, hai biệt ký, thụ ký riêng. Ba loại ký như trí độ luận nêu, một tự biết tha chẳng biết vì lợi tự mà chẳng lợi tha. Hai, tha biết tự chẳng biết vì lợi tha. Ba, tự tha đều biết vì thực hành cả hai lợi. Bốn loại ký như trước đã nói, năm loại ký, tức là Như Lai tự ký trong kinh này. Sáu loại ký như phẩm thí dụ lúc đầu đã nói. Ba, giải thích tên phẩm. Chữ đọc là thụ, nghĩa ở đây như các chữ vi, giữ, phó, có nghĩa là trao cho, truyền cho. Chữ ký ở đây có nghĩa như các chữ quyết, biệt, nghiệm, trí. Để quyết định dứt khoát sẽ thành quả. Để phân biệt quả tướng sẽ tới và nghiệm với nhân của nó, ghi nhận cái quả sau này, cho nên gọi là thụ ký. Phẩm này thuyết minh về chuyện ấy nên gọi là phẩm thụ ký. Kinh văn: bấy giờ Thế Tôn tới Vô Lượng Đại Pháp, tán rằng văn trong phẩm này chia làm hai phần lớn. Phần đầu là bốn người hiện tiền được biệt thụ ký. Phần cuối phẩm có hai tụng rưỡi, nêu rõ việc sẽ thụ ký. Đó là lý do của vòng thuyết pháp thứ ba. Phần đầu lại chia làm hai phần. Phần đầu là Ca Diếp được thụ ký. Phần sau là ba vị đại thanh văn thụ ký. Phần đầu này lại chia làm hai. Trước là Trường Hàng, sau là Kệ Tụng. Phần Trường Hàng trước lại có hai mục. Đầu là nhân ký, sau là quả ký. Đây là mục đầu, ngoài gặp duyên tốt trong tu diệu hạnh. Chữ cận nghĩa như kiến, có nghĩa là được thấy, được gặp. Cứ theo như lời văn thì có thể biết, nhưng xét những người trên dưới được thụ ký thì nên chia làm bốn câu. Một, tại tiểu thừa không có sự hơn kém, tại đại thừa thì có. Như 500 đệ tử cùng là bậc vô học nên tiểu không có sự hơn kém. Trước sau thành Phật lần lượt thụ ký nên đại có sự hơn kém. Hai, tại tiểu có sự hơn kém, tại đại không có sự hơn kém. Như hạng học nhân, hạng vô học nhân, tại tiểu thì học và vô học hơn kém khác nhau. Đồng thời thành Phật cho nên tại đại không có sự hơn kém. Ba, tiểu kém đại hơn. Như A Nan tại học địa đắc quả dự lưu, thành Phật trước La Hầu. Bốn, tiểu hơn đại kém, như La Hầu là bậc vô học, thành Phật sau A Nan. Nay bốn người này chẳng căn cứ vào căn tính mà luận vô thứ, là vì tại tiểu không có sự hơn kém, cùng là hạng vô học. Tại đại có sự phân biệt hơn kém. Ca Diếp được gặp 300 vạn ức Phật, Tu Bồ Đề được gặp 300 vạn ức Na Do Tha Phật. Ca Trên Diên lúc đầu gặp 8.000 ức Phật, sau gặp 2 vạn Đức Phật, 2 vạn ức Phật. Đại Bồ Kiến Liên lúc đầu gặp 8.000 chư Phật, sau gặp 200 vạn ức Phật, cũng rằng nhiều ít có sự khác nhau, cho nên biết rằng thành Phật cũng có kẻ trước, người sau. Kinh Niết Bàn nói, thứ tự y Bồ Tát cũng rằng 8 hàng hà sa Phật. Này nói tiểu là chỉ người thoái tâm, chẳng thích tu hành rộng. Hơn nữa, tới mỗi một địa vị, cả Phật nhiều hay ít mà thụ ký cho, chẳng phải chỉ ở chốn này. Như thế thì cũng chẳng trái ngược nhau. Này đây, theo thuyết của kinh Niết Bàn, bậc tu Đạo Hàn thì 8 vạn kiếp sẽ tới, cho đến bậc A-la-hán thì 2 vạn kiếp sẽ tới. Đây là căn cứ vào hạng căn tính như nhau, tu hành như nhau, nhanh chậm tương tự như nhau mà nói, chứ chẳng căn cứ vào hạng căn tính khác nhau, tu hành khác nhau mà nói. Này căn cứ vào căn hành loại độn, nhanh chậm cho nên thành 4 câu. Chẳng thế thì ý nghĩa cực kỳ trái ngược nhau. Kinh văn: ở thân sau cùng tới Phật Thế Tôn, tán rằng đây là quả ký có 7. Đây là ký tự thể, nhìn thấy hào quang mà sinh tuệ sáng, được nghe pháp nghĩa mà chói ánh vàng, huống chi lại tu lâu nhân kim quang mà tự trang sức, cho nên gọi là quang minh. Kinh văn: tên nước gọi là Quang Đức, tới 20 tiểu kiếp, tán rằng đây có 3 mục. 1. Tên nước Quang Đức, vì lấy quang làm đức. 2. Tinh kiếp đại trang nghiêm, vì các hạnh trang nghiêm. 3. Thọ lượng. Kinh văn: quốc giới nghiêm sức tới khắp nơi thành tịnh, tán rằng đoạn này có một mục là độ tướng. Độ tướng, tướng cõi nước, được biết qua 7 món.
7. Tạp nghiêm, nhiều thứ trang nghiêm khác nhau. 2. Vô ác, không có điều ác, điều xấu. 3. Bình chính, bằng phẳng ngay ngắn. 4. Bảo địa, đất báu. 5. Cây cối, 6. Dây. 7. Hoa. Cứ theo nhiều phần thụ ký cho Xá Lợi Phất ở phẩm thí dụ nơi quyển 5. Phần trước của quyển này thì Tu Tử biết nhân, biết quả của 7 món nêu trên. Chữ lịch có nghĩa là cát đá nhỏ, thường gọi là sỏi. Chữ khanh chỉ hà hố, trống rỗng còn viết là chỉ hầm hố. Đồi là gò đất, chữ phụ có nghĩa như chữ lăng. Sách Ngọc Thiên giải thích cao mà phẳng thì gọi là lăng, lăng lớn thì gọi là phụ. Phụ là chỉ đất to, cao dài. Kinh văn Bồ Tát nước ấy tới đều ủng hộ Phật Pháp. Tán rằng trong này có hai ý, một quyến thuộc, hai không ma. Ca diếp tính hạnh điều thuận, giữ đầu đà học giới, chẳng kiêu mạn đối với người khác, chẳng hoại thiện sự. Cho nên tuy có ma đều hộ Phật Pháp. Kinh văn, bây giờ Đức Thế Tôn tới rồi sẽ được làm Phật. Tán rằng dưới là 12 tụng rưỡi, trên làm 3 phần. Một tụng rưỡi bảo hãy nghe đây, 10 tụng rưỡi tụng ký, nửa tụng kết luận, đây là phần đầu. Kinh văn, mà ở đời vị lai tới trí tuệ bậc vô thượng, tán rằng dưới là tụng ký có 10 tụng rưỡi chia làm 2 phần. Phần đầu gồm 1 tụng rưỡi tụng nhân ký, phần sau tụng gồm 8 tụng tụng quả ký, đây là phần đầu. Kinh văn, ở nơi thân sau cùng tới không có gì gò hố, tới không có các gò hố, tán rằng dưới là quả ký, trong có 4 mục, nửa tụng đầu tự thể, 3 tụng độ tướng, 3 tụng quyến thuộc, 41 tụng rưỡi thọ lượng, đây là 2 mục đầu. Độ tướng có 8 thứ, 1 vô ác, 2 bảo địa, 3 cây, 4 dây, 5 hương, 6 hoa, trang nghiêm, 7 trang nghiêm, 8 bình chính. Hương có một loại, trong văn trường hàng không có. Giới hương nhân đầy đủ cho nên quả nhiều hương. Muôn hạnh mãn tu, trang nghiêm cũng đủ cho nên quả nhiều hương. Muôn hạnh mãn tu, trang nghiêm cũng đủ, nhưng trước sau so với văn trường hàng có sự khác nhau. Kinh văn, các hạng Bồ Tát chúng tới cũng chẳng thể đếm biết. Ta tán rằng đây là quyến thuộc, một tụng rưỡi Bồ Tát, một tụng rưỡi thanh văn. Kinh văn, Phật ấy sẽ thọ được tới của Ngài như vậy. Tán rằng một tụng rưỡi đầu nói về thọ lượng, nửa tụng sau là kết luận. Kinh văn, bấy giờ Đại Mục Kiền Liên tới mắt chẳng tạm rời. Tán rằng dưới là đoạn 2 nói về 3 người được thụ ký. Trong đó thật đầu là thỉnh, sau đó là thụ. Trong thỉnh đều có văn trường hàng nói về nghi thức thỉnh. Sau đó là tụng chính thỉnh, đây là phần đầu. Chữ tụng có nghĩa là sợ hãi. Chữ lạ có nghĩa run vì kính cẩn, lo sợ. Tâm cầu ký quả chẳng dám tự chuyên ngay, khiếp hãi oai nghiêm của Phật, bởi vậy run sợ.